Tiếp tục chào đón cả nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip ngày hôm nay thì bên kênh của em có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đặc biệt nhất là hôm nay là em có sưu tầm được vài mẫu đồng hồ châu Âu để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Thì xem được nhớ giúp em cho xin một like, được đăng ký kênh ha. Và địa chỉ của em ở Cần Thơ nha. Ở cả nhà mình có, nếu mà có gần đây thì cứ lại trực tiếp cửa hàng em có thể là xem trực tiếp các sản phẩm của em trong ngày hôm nay nha. Và sản phẩm đầu tiên là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình có một cái đồng hồ rất là đẹp nha, đồng hồ tháp Eiffel nha. Đây là một những cái đồng hồ của Pháp rất là đẹp ha, và được mạ vàng rất là đáng để sưu tầm nha. Sau đây là chi tiết của cái đồng hồ này cho cả nhà mình cùng xem ha. Cái này rất là to, nó được thiết kế giống như là hình ảnh của tháp Eiffel nha. Và chiều cao tổng thể của cái đồng hồ này á 65 cm, và nó có được bảo vệ bởi một cái lồng kính rất là đẹp nha cả nhà ha. Đây cả nhà cùng xem nha, rất là to nha. Cái này để bàn phòng khách thì thôi khỏi chê ha, rất là đẹp nha. Đó, đây cả nhà cùng xem ha, mặt là mặt men đó, hoạt động trên nguyên tắc là mình lên cót ha, và nó có nguyên cái bộ máy chạy để em gọi từ trên xuống cho cả nhà mình cùng xem ha. Rất là to khủng nha, và được mạ vàng rất là đẹp. Đây được xem là một trong những sản phẩm đẹp nhất của ngày hôm nay nha. Thì nếu mà cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em ha. Sau đây tổng quan bốn mặt của cái đồng hồ này cho cả nhà mình cùng xem ha, rất là đáng để sưu tầm nha. Và cái đồng hồ này mã số 1 ngày hôm nay là có giá giao lưu với cả nhà mình là 39 triệu đồng nha, cho mã số 1 một cái đồng hồ tháp Eiffel ha, rất là đáng để sưu tầm. Mạ vàng toàn thân nha cả nhà mình ha, rất là đẹp. Mặt thì mặt men kim là có một kim dây chính giữa và hai bên là kim chỉ giờ và chỉ phút ha. Đây là một sản phẩm rất là đẹp nhất của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 là một sản phẩm không kém phần hấp dẫn nha. Đây là một hình ảnh một cái đồng hồ ngựa kéo xe nha. Đây là một cái đồng hồ Pháp ha, rất là to, và được đựng ở dưới là một cái miếng đá rất là đáng để sưu tầm ha. Miếng đá rất là to nặng nha, và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 1m07 nha cả nhà mình nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 47 cm. Chất liệu bằng đồng nhưng mà nhũ vàng rất là đáng để sưu tầm ha. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Đây là những chú ngựa ha, trên đây là gồm có là 4 chú ngựa đang ở đây là những dây xích nha, 4 chú ngựa chất liệu bằng đồng ha. Hình ảnh ông chú cao bồi nha. Và đồng hồ còn đang hoạt động với nguyên tắc là có quả lắc phía sau ha. Rất là đẹp. Mặt là gồm có hai mặt có hai gông nha. Để cả nhà cùng xem ha. Để mở ra. Nửa tiếng thì nó sẽ gõ một lần nha cả nhà mình ha. Mặt men nha, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha. Nửa tiếng là sẽ gõ một lần nha. Rồi đây ở phía sau là nó có đóng mác nhãn hiệu của nó luôn ha, của Pháp ha. Rất là đẹp. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm nha. Và đồng hồ ngựa kéo xe này cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 39 triệu đồng cho ngày hôm nay luôn nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây là mã số 2 nha. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cái đồng hồ lá lúa nha. Nó là hình ảnh kéo cắt lá lúa rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Nó hoạt động trên nguyên tắc mình cũng lên cót nha. Và hai cái lá lúa nó hoạt động nha, như một cái cỗ máy thời gian ha. Rất là đẹp, nó đánh cắt kéo qua lại nha. Rồi, cái này thì chiều cao tổng thể là khoảng là 39 cm nha. Và đường kính ở trên là tầm có khoảng 20 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Cái này là mẫu của Pháp năm 1816 ha, mẫu phiên bản của Pháp lại năm 1816 rất là đẹp. Cái đồng hồ này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 12 triệu đồng nha. 12 triệu đồng cho mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay ha. Và tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì em có được một cái đồng hồ cung điện hoàng gia nha. Đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp nha. Một cái đồng hồ của cung điện hoàng gia xưa ha, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng luôn nha. Và một hình ảnh là một cái quả lắc, cả nhà cùng xem ha. Đây mình mở ra, mình cũng lên cót luôn nha. Rất là đẹp. Đó, ở trong là hai cái quả lắc lắc. Rồi, cái này nó cũng có là cái kèm theo là cái đồ mình lên cót luôn ha. Rất là đẹp. Cái này thì có đường kính là tầm chiều cao là có khoảng là 40 45 cm ha.
Rồi bề ngang. Bề ngang thì có khoảng là 33 cm. Thì cái này có giá giao lưu với cả nhà mình, cái đồng hồ cung điện Hoàng gia này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 15 triệu đồng nha. Đây là mặt sau. Mặt sau cho cả nhà mình xem luôn ha. Đây mình có, nó có cái quả lắc trong đây nha. Rất là đẹp ha. Ở trong đây là nó có đóng chữ luôn nha cả nhà mình ha, của Pháp nha. Rồi cái này có giá giao lưu cả nhà mình 15 triệu đồng cho ngày hôm nay nha. Đây là mã số 4. Và đặc biệt của ngày hôm nay thì bên em có sưu tầm được hai cái kính rất là độc lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà ha. Hai kính xưa nha. Một cái đây cả nhà cùng xem ha. Kính lắc kê vàng nha. Đây nó có năm 1958 Solet ha. Đây ở đây nó còn có đóng luôn nha cả nhà ha. Đóng là kính cũ nha, kính Solet ha. Là 14K. 1/25. Rồi. Rồi ở đây là nó có đóng chữ luôn ha. Và đặc biệt là trên cái chồng kính nó còn cái chữ của nó luôn nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Nó có cái chữ luôn ha. Hai bên hai cái mắt kính đều có chữ trong luôn nha. Đây. Và cái kính này có giá giao lưu với cả nhà mình, cái kính xưa này có giá giao lưu với cả nhà mình là 7,5 triệu nha. 7,5 triệu cho cây kính này ha. Đây là mã số 5. Và cuối cùng mã số 6 là cũng có được một cái cây kính mẫu khác nữa nha. Cây kính giống như là chữ H vậy đó. Rất đẹp cái kính xưa ha. Cây này cũng được sản xuất năm 1958 luôn nha. Còn ở đây nó có đóng là 14K/25 luôn ha. Đây. 14K/1/25. Đây bên đây nó có là 503. Rồi, còn cái cây này thì để em coi cây nãy như là cây này cây số 6 nha, còn cây số 5 là nó có đóng là 501. Thì mỗi cây đều có đồng giá giao lưu với cả nhà mình là 7,5 triệu. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Có hai cây kính xưa rất là đẹp ha. Một cây chữ H ha. Còn một cây thì cái dáng khác. Tất cả những dòng này cái trên cái mắt kính nó đều có đóng logo của nó luôn nha. Rất là đẹp ha. Rồi đây cũng là mã số cuối cùng nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua ha. Xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại nhà vào lúc sau những sản phẩm độc và lạ hơn ha. Xin chào, hẹn gặp lại.